Xin chào lắm, chào cô chú và các bạn. Hiện tại giờ mình đang có mặt ở ngay đường phố đi bộ nha cô chú, đường Trương Thái Dương ngay chỗ quảng trường của Bắc Tôn. Thì hiện tại giờ mình đang ngồi chờ đợi để xem màn biểu diễn bắn pháo hoa nha cô chú. Đây mọi người đang tập trung về quảng trường để xem màn biểu diễn pháo hoa. Mà nếu mà các bạn đến đây mà tìm được một vị trí ngồi thích hợp để xem biểu diễn pháo hoa là rất là khó đó cô chú. Thì vô cái quán Lonen này là sẽ giá một vé mỗi một người lớn là 200.000 sẽ được một ly nước nha cô chú. Khi đó cô chú phải đặt trước. Hôm nay mình hên mình lại trễ nhưng mà mình đặt được hai vé cho mẹ con bé Phúc ở đây. Mẹ con bé Phúc đã được chỗ ngồi ngay quảng trường luôn nha. Để mình xem màn biểu diễn pháo hoa. Để mình quay quang cảnh chỗ này cho cô chú xem. Mọi người hiện tại giờ đang tập trung về quảng trường nha. Đang chờ đó một giây phút bạn này hãy có năm cũ bước sang năm mới. Đây mọi người chờ để đi vào mua vé này cô chú. Khi đó cô chú phải đặt trước mới được. Giờ bàn chắc này full bàn bây giờ không nhận luôn. Bên này là anh nhận bàn này nhưng mà bây giờ đã full hết luôn full bàn. Chào đón quý vị khách quý đang đến với chương trình nghệ thuật chào mừng xuân mới Quý Mão 2023. Đôi khi có tiền mà có thể là không thấy vô được luôn nha cô chú. Tại vì bàn bây giờ nó đã full rồi. Bây giờ là không còn nhận vé nữa, không còn bàn nữa. Chặt cứng chứ không phải nãy mình lên trên là không có chỗ ngồi, chỗ này ngồi nó mát hơn không, chỗ này ngồi nó mát hơn. Này mình sẽ quay quang cảnh trong quán cho các bạn xem. Cái này mà bạn vô vé vô phải có vé mới vô được á, có vé mới vô được. Mỗi một vé 200.000, 200.000 mỗi một người. Em đặt vé chưa? Không có vé hả? Bây giờ không nhận luôn cái gì đó. Đứng vậy coi bắn pháo hoa nè.
diễn pháo hoa đến đây cũng gần đã kết thúc nha cô Lý. Tiếng Vlog miền Tây xin chúc cô chú và anh chị em